Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2011. Trước khi học vô một bài của kinh Tạp A Hàm, hôm nay mình có đem cái kinh Tạp A Hàm theo đây. Tôi nhắc vài điều về mấy phút thực tập tọa thiền của các vị thôi. Kỳ thực là mấy phút tọa thiền nó không có đáng là gì cả so với một ngày các vị lao sao. Rồi nó càng không đáng là gì cả so với nhiều tháng năm mà chúng ta đã lăn xăn trong cuộc đời. Ngồi chưa đủ yên thì chúng ta lại xả thiền rồi. Thế nhưng mà nếu chúng ta nghiêm túc thực tập cho được, cảm thấy có những phút giây lòng mình nó yên, nó vắng, nó thanh thản thì nó đủ làm cái nền để cho những lúc mà tâm tư của chúng ta nó đầy sao động bất an thì ta lui về thực tập để làm cho lòng mình nó lắng, nó dịu. Mình nghĩ chắc mình kể ra đây cho các vị nghe cái câu chuyện của một chú bé ở Lộc Quyển, dường như mình kể ra đây chưa. Nó là một đứa du học sinh, nó qua đây bố mẹ rất là giàu. Mình hình dung là không có một đứa du học sinh nào qua đây mà nó nghèo mà nó học được. Tại vì cái tiền rất là cao. Tiền ăn, tiền ở, tiền học của những du học sinh qua đây nó cao gấp mấy lần so với chúng ta nơi đây cho con em chúng ta đi học. Và nó là đứa bé thông minh bên kia chứ không phải là đứa thường thường mà được tuyển đi du học trên nước Mỹ đâu. Thì hai yếu tố đầu tiên, nó giàu là một nè, thông minh là hai nè. Yếu tố thứ ba là nó còn trẻ trung chứ nó không phải là già lụm cụm như các vị. Yếu tố thứ tư là thằng bé này nó cũng khá là được trai, cao lớn đẹp đẽ, tức là tất cả những cái điều kiện ưu tú của một chàng thanh niên nó có đủ. Học được 2 năm 3 năm gì rồi nó chuyển trường, do cái nhu cầu học nó lên cái tiểu bang gì Ohio, tiểu bang gì ở miền Trung Mỹ lạnh lạnh trên phía kia. Trước đây vài tháng nó về Lộc Quyển do gì nên nó buồn quá, và cái điều kiện học căng thẳng quá cho nên nó chạy về nó chơi. Rồi tới lúc cách đây vài tuần nó lại về Lộc Quyển một lần thứ hai. Và khi nó về lần thứ hai thì quý thầy phát giác ra là nó không còn bình thường nữa. Nó có một cái sự gia chạm gì trong hệ thần kinh đó, rồi nó tự nhiên nó khùng lên. Và cũng may mắn là nó có cái duyên lành cho nên nó về Lộc Quyển nó khùng thì quý thầy rất là thương cho nên là chăm sóc nó. Nó đâu có biết rằng giấy tờ của nó, tiền bạc của nó, máy móc của nó mang theo nó quan trọng như thế nào. Nó quẩy nửa đêm nó đi rồi nó vứt ba lô ở ngoài mưa gió, thì quý thầy thấy thằng nhỏ này tình trạng như thế rất là tội cho nên đi lượm vô cất giùm nó. Và một hôm có một thầy trẻ khi đi theo nó xong rồi về nói: thưa thầy, thằng này nó điên thiệt thầy. Mình hỏi chứ là sao? Ông nói nó bây giờ như một đứa bé, nó không biết gì cả. Và nó nói những cái điều rất là vô tội vã. Nó nói dịch: mấy thầy đang đi đóng phim, tôi là Tam Tạng đang đi thỉnh kinh, quý thầy là Sa Tăng bắt giái, vân vân. Nghĩa là đi trên xe mà nó ưng nói gì nó nói à, không ai bùm miệng nó được cả. Và nó như một em bé không bằng. Rồi sau đó thì quý thầy liên hệ với gia đình bên Việt Nam, thì bố là một người khá là giàu có trên Việt Nam. Và bên Việt Nam thì nó được cưng chiều, được thương yêu. Mỗi lần đi học bố đưa đi, đi về bố đón về. Thế rồi qua đây không biết làm ăn ra làm sao, do gì cái chương trình học nặng nề quá hay thế nào đó thì chúng ta không biết. Nhưng mà chỉ cần cái sự chạm nhà của hai cái sợi dây thần kinh thôi thì cuộc đời chúng ta đi đứt. Các vị hình dung coi là
Nếu mình phải đi như thế thì không cứu vãn được thì cuộc đời các vị bỏ đi. Dù các vị giàu, dù các vị trẻ, dù các vị đẹp đẽ, dù các vị có danh vọng hay gì trong cuộc đời cũng bỏ đi thôi. Thế thì các vị hình dung là tất cả những cái căng thẳng bất thường nó xảy ra, nó dễ đưa chúng ta đi vào cái tình trạng mất một đời như chơi. Mình vừa nói chuyện với sư bà, mình nói là càng già càng giữ gìn sức khỏe. Tại vì tôi nhìn rất rõ điều này, thưa các vị, nơi đất Mỹ này bình thường chúng ta khỏe mạnh thì chẳng nói làm chi. Nhưng mà khi các vị bệnh rồi thì các vị là người cô đơn vô cùng. Còn các vị nó không có nhiều thời giờ để nó chăm sóc các vị ngày này qua ngày kia trong lượt sinh hôm đâu. Rồi là một người tu, tôi nhìn thân phận tôi thì tôi cũng thấy cái điều đáng ngại là tôi còn khỏe mạnh thì tôi đi đó đi đây, tôi giảng dạy kinh cho các Phật tử tu học. Nhưng mà lỡ tôi bị tai biến, tôi nằm bệnh viện thì tôi nghĩ chắc cũng không ai có gan mà vô đó mà nuôi đâu. Thăm chơi một đôi lần thì được, thế nhưng mà biểu người ta vô đó ta nuôi thì đừng có hòng chắc như thế. Cuộc đời anh chết ở trong bệnh viện thôi chứ không có. Và bệnh viện nó không cho nuôi, đúng như vậy. Bố mẹ ta mà có nằm bệnh vô trong nữ sinh hôm rồi mình đi thăm thôi, chứ còn ta không ở lại trong đó để chăm sóc gì đâu. Và nếu chìm vô mê thì còn hạnh phúc, do gì anh không biết chi. Thế nhưng mà nó không chìm vô mê, tay chân mình thì nó sủi, nhưng mà cái đầu mình còn tỉnh thì thưa các vị, nội một việc buồn phiền cũng đủ chết mình rồi. Cứ nhìn ngày tháng đi qua, nhìn những bức tường trắng và trong đợi người đi vô thăm, thì các vị hình dung cái cuộc đời mình đếm từng ngày để trong cái chết đến chứ còn gì nữa đâu. Thế thì thưa đại chúng, là từ người trẻ cho tới người già, chỉ cần một cái sơ sẩy chạm nhẹ một cái hệ thần kinh, hay là một cái hạt cholesterol nó du hành trong máu các vị, nó đi chơi thôi, nhưng mà nó vô tình nó chặn ngang cái hệ thống máu bơm lên não thì các vị tai biến, rồi máu tràn ra não thì các vị chết, hoặc là bán thân bất tội. Và khi có chuyện xảy ra thì chắc chắn là tai mình dở không có lên đâu. Và không những cái tai, nửa phía người của mình thưa các vị không điều động được. Ăn miệng của mình, lưỡi của mình phân nửa này nó không có điều động theo ý mình được. Hệ thần kinh nửa người nó bị nó mất sự điều động rồi thì tự nhiên là các vị cười cũng cười nửa miệng thôi, chứ cười không được tròn miệng đâu. Nước miếng nước mồm chảy lòng thòng một bên thôi. Thế thì thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị nhớ rằng mình đừng nghĩ rằng là hình hài mình khỏe mạnh hôm nay rồi ngày mai nó vẫn khỏe mạnh như thế. Những đứa nó trẻ vô cùng, sinh lực nó tràn đầy thế, nhưng mà một cái sự va chạm nhỏ của hệ thần kinh thôi thì nó đi mất một đời rồi đó, liền một đời rồi đó. Và khi các thầy liên hệ với gia đình thì người mẹ vô cùng lo lắng, nó xin thầy từ bi đưa con của con về liền, con rất là mừng, bao nhiêu con cũng chịu, con rất là tri ân thầy. Thế nhưng mà ông bố nói, thưa thầy đừng đợi đó, hãy đợi con qua con coi thử cái tình trạng thế nào. Và từ cái điều này thì chúng ta có thể nhìn ra cái cách thế của người đàn ông nó rất khác với các bà mẹ. Tại sao vậy? Các bà thì đặt cái tình cảm và trái tim lên trên con của mình, nó rất là cần cái sự chăm sóc của mình nó về. Có khi mình chăm sóc nó, mình thương yêu nó, mình bảo bọc nó thì hy vọng cứu vãn được. Còn với người bố thì nào là sĩ diện, nào là danh dự. Tự nhiên nó đi du học rồi bây giờ nó về trở thành cái thằng điên điên thế này thì còn nghĩa lý gì. Rồi mai kia mà nó hết bệnh thì làm sao còn ăn nói với thiên hạ hàng xóm láng giềng. Tương lai của nó có khi nó tắt liền. Cho nên qua đây để coi tình trạng thế nào, nếu thực sự nó khùng rồi thì sẽ đưa về. Bằng có cách nào trị liệu được thì trị liệu. Cho nên với người bố thì cái nhìn nó xa hơn, cũng có nghĩa là tính toán hơn. Chiều dài của một đời người, người ta toan tính đủ điều. Mặt mày của tôi, sĩ diện của tôi, danh giá của gia đình tôi, người trí thức, người sang trọng nó khác. Còn với các bà mẹ thì thương con vô cùng cho nên xin đưa về ngay thôi. Và chừng như là ông qua rồi và không biết ông đưa về, nó có chịu về hay không thì tôi còn không biết.
Nhưng mà mình dẫn một cái chuyện đó để nói với nhau một điều rằng, thưa các vị là hệ thần kinh của mình nó rất là mong manh nha, nó không có phải là loại tường vách bằng xi măng này, nó cứng chắc gì đâu. Cái sự chất chứa buồn phiền lo âu của các vị nó quằn nặng thì nó có khả năng bị tai biến, và nó có khả năng chạm rất dễ dàng thôi. Mình đừng tưởng ở chuyện đó nó khó khăn, rồi chúng ta vô cùng phi lý. Chúng ta cứ chất nặng những cái ưu tư phiền muộn lo lắng đầy tràn cả thân tâm chúng ta, để chúng ta tự hành hạ mình. Rồi tới chừng chúng ta chạm vô cái vách hòm, chúng ta mới bàng hoàng kinh ngạc là mình đã phung phí một đời mình rất là tội. Và thông thường thì chúng ta không có giác ngộ sớm hơn cái giây phút đó đâu, đợi tới lúc gần chết mới giác ngộ. Lúc đó thì ai cứu được ta? Thưa các vị, rất là muộn, không cứu được. Đã có đôi lần mình nói cho các vị nghe là chúng ta tập thể dục hôm nay không phải đến ngày mai hết bệnh đâu, mà để 10 năm sau đừng có lâm vào cái tình trạng dở sống dở chết. Và mình không siêng chăm sóc đời sống mình thì không ai chăm sóc giùm mình được cả. Và không có chồng, không có vợ, không có con nào, hay không có đệ tử nào thương các vị bằng chính tự thân các vị cả. Tôi nhìn đời sống của tôi ở giữa lòng đại chúng thì tôi biết điều này thôi. Tôi còn khỏe mạnh, mỗi sáng tôi đều đi xuống với nhà bếp khất thực. Còn nếu bữa nào tôi buồn đời tôi không đi thì tôi nằm đó tôi nhịn đói thôi. Đó là chưa nói cái chuyện trong tương lai mình tật bệnh. Nếu mình bệnh, mình yếu, mình không thể tự chăm sóc mình được thì thưa các vị, mình đã thành gánh nặng của người khác. Mình cũng không muốn bao giờ, và người ta càng không muốn nữa. Cho nên thưa đại chúng là cái điều đầu tiên mình chia sẻ đó là cái phương pháp thiền tập nó rất là quan trọng, dù rằng có vài phút thôi. Thế nhưng mà nếu các vị biết thương quý các vị, trong vài phút mình làm cho những cái tải trọng của ưu tư, lo lắng, buồn phiền nó giảm nhẹ để mình thanh thản được, thế thì mình cứu được đời mình. Rồi khi các vị làm được điều này, cái lợi ích nó không phải đến với ai cả, mà nó đến với tự thân của các vị. Và nếu mình không có thông minh á, thì thưa các vị, mình luyện cuộc đời mình chưa chắc gì các vị an ổn như thế này ngày mai, ngày mốt, ngày kia đâu. Tại vì những cái bất thường của đời sống nó luôn rình rập ta. Cho nên hãy nhớ rằng mỗi một phút giây và rảnh rang thì mình hãy dừng tâm lại, làm cho tâm mình nó yên, nó lắng. Đó là cái cách mình thương mình nhất, là cái cách hiệu quả nhất để giữ gìn sức khỏe mình. Bằng không thì các vị phung phí sức khỏe của các vị một cách vô tội vạ bằng cái chuyện suy nghĩ vẩn vơ hoàng xiên, nó không đâu vào đâu hết, mà nó tiêu tán năng lượng mình một cách rất là tội nghiệp. Và khi mình làm cho thần kinh của mình càng ngày càng hoằn nặng á, cũng có nghĩa là mình đang tàn phá não bộ của mình đang cắt ngắn tuổi thọ mình hồi nào không hay. Cho nên 5 phút, 3 phút ngồi thư giãn, ngồi lắng tâm, để cho thân tâm mình nó nhẹ, nó khỏe, để cho tải trọng của hệ thần kinh mình nó vơi đi, là một điều vô cùng cần thiết đối với đời sống chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ là mỗi ngày thực tập thiền nó rất là vô ích. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để cho các vị lưu ý rằng cái công phu thiền tập, nghỉ ngơi, thư giãn nó rất là cần. Và thậm chí đôi khi chúng ta tàn phá chúng ta mà chúng ta không biết. Một ngày mệt nhọc, uể oải, mất sức vô cùng, thế rồi về buổi tối chúng ta đáng lẽ dành cái thời giờ nghỉ ngơi đó để mình làm năng lượng của thân tâm mình hồi phục, thì mình lại sử dụng cái buổi tối của mình trong cái chuyện vô cùng phí phạm và vô ích. Mình làm cái chi? Coi phim, nói chuyện vớ vẩn. Và tệ hại hơn nữa là có khi cơ hội buổi tối là cơ hội để mình càm ràm với nhau, mình vung vãi những cái phiền muộn vào đầu của nhau. Có chuyện này không? Thưa đôi khi rất là nhiều các vị. Và tội nghiệp thay những sinh linh bé bỏng, đó là con cái của mình ở trong nhà. Các vị mà gây với nhau, các vị bất an với nhau, các vị càm ràm gây bất hạnh cho người kia, cũng có nghĩa là các vị gây bất hạnh cho chính các vị. Rồi các vị nhượng độc luôn cả không khí gia đình, đời sống của chính mình mà các vị không hay. Các vị tàn phá mình
tàn phá gia đình và người thân của mình, các vị không có biết. Trong khi đó thì ta đã cực nhọc một ngày làm lụng để kiếm sống rồi đó chứ. Trên đất nước này mình đâu thể ăn không ngồi rồi mà có tiền tiêu đâu. Chúng ta vắt mồ hôi, vắt công sức ra làm. Và nên nhớ là cái đồng lương của mình mà 10 đồng đó, thế là mình làm gấp 3 lần cho hãng, mình mới có được 10 đồng. Nó không lấy ít hơn đâu, tôi nghĩ thế. Các vị có được 10 đồng có nghĩa là cái nguồn thu của hãng điều hành cái công trình nó phải gấp 3 lần hoặc nhiều hơn. Thế là trên cái đồng lương 10 đồng của các vị cũng không còn nhiều đâu, mất hết 2 đồng tiền thuế rồi. Thế rồi cái thì giờ của ta kiếm sống là đã mỏi mệt vô cùng, cực nhọc vô cùng, hao phí năng lượng đời người vô cùng rồi. Rồi cái thì giờ còn lại nghỉ ngơi thanh thản, mình lại phung phí nó cho cái chuyện tiêu hao một cách vô tội vạ. Mình tự hành hạ mình tự tàn phá sức khỏe mình. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta quá ư là vụng về, quá ư khờ dại nữa. Ta đã bỏ quê hương vô vàng cay đắng, đi ngang qua Thái Bình Dương thách thức với cái chết, hoặc là bỏ thân ngoài biển khơi để tìm một vùng đất nó yên bình để làm cho đời sống mình nó hạnh phúc hơn. Thế nhưng mà rồi đến đất nước này, ta không làm cho đời sống mình hạnh phúc hơn, mà ta làm cho đời sống mình nó giống y như chúng ta từng ở nơi cái quê hương khó nghèo, hoạn họa, chiến tranh, chậm tiến. Thế thì tội cho ta vô cùng. Thế thì sao ta ở Việt Nam cho rồi, ở đây làm chi? Chịu khổ với người ta cho rồi, ở đây làm cái chi mà để cho cuộc sống mình vùi dập trong cái nỗi buồn phiền vậy? Mình có thể không làm ra tiền nhiều để thành người giàu, thế nhưng mà không ai bắt chúng ta ở trên đất nước này mà chịu cái khổ của tự mình đày đọa mình cả, thưa các vị. Và đa phần đời sống chúng ta khổ do chính chúng ta tạo ra, chứ không phải do hoàn cảnh. Hoàn cảnh đành rằng nó có những cái khó khăn như thế. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu người thông minh á, thì dù trong cái hoàn cảnh thế nào, người ta cũng tạo được cái niềm vui để cho đời sống họ vươn lên. Bằng chúng ta không thông minh á, thì cho dù các vị giàu hơn gấp một vạn lần, các vị có là tỷ phú đi nữa, thì đời sống các vị cũng tràn đầy bất hạnh chứ không có quý gì hơn cả. Và nếu các vị bằng cái đời sống ngay bây giờ đây, mà nếu mình thông minh một chút, mình biết tu một chút, biết loại bỏ những cái phiền nhiễu không cần thiết, biết buông xuống những cái ưu tư, lo lắng, bất an không cần thiết, thế thì mình đã có được niềm vui và hạnh phúc ngay bây giờ rồi. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta hãy khéo thông minh sử dụng đời sống của chúng ta cho xứng đáng. Bằng không thì không khác gì nhau đâu. Chúng ta vẫn sống nơi đất nước đầy văn minh và cái điều kiện tiện nghi tốt đẹp vô cùng, nhưng mà ta vẫn là người khổ không khác gì những người ở Phi Châu đang thiếu thốn vô cùng, đang bị trăm ngàn cái nạn tai hoạn họa của chiến tranh, tật bệnh, đói nghèo đang phủ trùm lên đời sống chúng ta thôi. Họ khổ như thế nào thì các vị nơi đây cũng nếm cái khổ giống như thế ấy. Do gì trái tim của các vị bị giam nhốt trong nỗi khổ. Thế cho nên thưa đại chúng là nếu có một phút giây nào rảnh rang thì các vị hãy khéo quay về tìm cho ra cái sự tu học để nuôi dưỡng mình. Bằng không thì ta luyện đời sống ta nơi đây chìm mất vào cõi vô thường rất là phí phạm, không làm cho đời mình hạnh phúc mà làm cho đời sống mình càng ngày càng tràn ngập cái nỗi bất hạnh, thì mình cũng vung vãi cái bất hạnh đó vào tất cả những người chung quanh. Và thế hệ con em chúng ta nó sẽ kế thừa điều đó, không chạy đi đâu được cả. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để nhắc lại cho các vị biết rằng 1-2 phút thiền tập xem chừng như nó không có gì là quan trọng, nhưng mà ai biết rằng khi người ta thư giãn được 5 phút thôi, làm cho thân tâm người ta cân bằng lại, làm cho cái tải trọng trong thần kinh của người ta nhẹ xuống, dịu đi, thế thì người ta đủ thông minh để quyết định những cái việc vô cùng quan trọng. Còn nếu người ta làm cho lòng người ta đầy bấn loạn, bất an, chìm ngập ở trong nỗi thất vọng, thế thì người ta có thể vói tay lấy một cái chai thuốc độc uống vô tự kết liễu đời mình, không phải khó đâu. 1 phút khờ dại đủ giết chết mình rồi. 1 phút lo âu bấn loạn đủ giết chết mình rồi. 1 phút
tâm hồn tỉnh táo bình lặng, đủ sáng suốt để quyết định cho vận hội của đời sống mình nó khác đi rồi, thưa các vị. Thế cho nên mình đừng coi thường 5 phút 3 phút thiền tập. Đó là trường hợp của người không kiếm ra thì giờ để tu. Thế rồi trường hợp chúng ta có thì giờ nhiều để tu không? Ai mà cấm các vị mỗi một ngày có thể thiền tập 5-30 phút? Chắc ai cũng có dư cả, trừ khi mình không muốn làm thôi. Có khi mình bỏ nhiều tiếng đồng hồ trong cái chuyện vô cùng hoàn xiên, thế mà mình không bỏ được một tiếng đồng hồ để chăm sóc sức khỏe mình, hoặc là tập một bộ môn yoga, hoặc là đi bộ, hoặc là tọa thiền là sao chứ? Ta đã từng ngồi coi phim vài tiếng đồng hồ không biết chán. Ta đã từng ngồi lê đôi mắt ở nhà hàng xóm nói chuyện thị phi vài tiếng đồng hồ không biết chán. Mà cái chuyện đó nó có quý gì đối với đời sống ta đâu. Nó đâu có làm ta tăng thêm được vài đồng bạc gì trong túi để chúng ta tiêu xài đâu. Và nó cũng không hề giúp cho năng lực tri thức của chúng ta phát triển, hoặc là bồ đề tâm của chúng ta vươn lên. Thế mà mình có gan mình làm cái chuyện đó, và mình lại không có gan dành một tiếng đồng hồ hoặc vài tiếng đồng hồ cho công trình tu tập. Thế thì thưa các vị, mình sử dụng thì giờ một cách vô cùng lãng phí. Hãy hứa với lòng rằng ngoại trừ không có thì giờ, còn nếu có chút thì giờ thì ta sử dụng toàn bộ cái thì giờ đó làm một việc lợi ích cho chính ta, cho người thân của ta thôi. Và cái gì làm lợi ích cho chính các vị? Thưa, tu tập là một phương pháp làm lợi ích lớn vô cùng cho thân tâm ta thôi. Một tâm thức mà nó tràn đầy lo âu, bấn loạn, phiền muộn, thất vọng, khổ đau, trầm cảm, thì thưa các vị, tự mình giết mình trước rồi chứ chưa cần tật bệnh nó đến đâu. Một tâm thức mà nó tràn đầy niềm vui của sự hưng phấn, thì thưa các vị, tất cả mọi loại tật bệnh đều không ghé thân các vị thôi. Và cái chuyện làm cho mình hưng phấn tràn đầy niềm vui, hay là làm cho lòng mình nó chìm xuống, nó ủ ê, nó buồn phiền, ai giúp được ta? Không ai giúp được cả. Các vị phải dựng dậy đời sống bên trong của các vị tự làm cho mình, chứ không có thần linh nào giúp được ta. Và cái điều kiện bên ngoài nó cũng không thể giúp được gì cho ta cả. Tôi mà lười biếng thì có trời mà dựng tôi dậy để tôi siêng, chứ tôi không thể siêng được đâu. Tự bên trong tôi nó làm cho tôi siêng, tự bên trong tôi nó làm cho tôi hăng hái học hành, tự bên trong tôi nó làm cho tôi phát đại nguyện để tu thôi, chứ còn đừng hòng có một bố mẹ nào bắt tôi tu được chứ mất công. Cũng không có thầy nào bỏ tiền ra mướn tôi tu được cả. Có phải vậy không? Rồi cái chuyện học hành của các vị, cái chuyện tu tập của các vị, cái chuyện làm giàu của các vị. Các vị thức đêm thức hôm, các vị làm để cho có tiền, có bạc, có ai xúi các vị được đâu. Cái niềm đam mê từ bên trong thôi, chứ còn không ai xúi ta làm được cả. Kẻ nào dạy miệng, dạy mồm xúi ta thì coi chừng, ta trị cho một phát. Tôi không ưng làm thì đừng có ai xúi tôi mất công. Thế thì thưa các vị, cái chuyện chăm sóc sức khỏe của các vị, các vị phải tự làm cho bên trong tâm thức các vị nó dâng lên, tự thấy thương quý đời sống mình, chăm sóc mình thôi à. Rồi các vị tự làm cho tâm thức các vị dâng lên để các vị tu học Phật Pháp, chứ không ai giúp các vị được cả. Không có thần linh nào giúp các vị để các vị phát triển được bồ đề tâm. Cũng không có thần linh nào giúp các vị để các vị loại trừ những cái ô uế tạp nhiễm của tâm. Tự ta phải làm lấy điều ấy thôi. Và người thông minh thì người biết tự làm cho chính mình, tự đặt mình vô cái trường hợp phải cố gắng làm thôi. Thưa đại chúng, là đôi khi tôi cũng rất là lầm biếng, và may mắn làm sao là trời đất cũng thương tình, cho nên những lúc tôi lầm biếng nó đổ bệnh ra cái tôi bắt đầu tôi sợ chết, bắt đầu lo, bắt đầu sợ rồi. Thì lúc bấy giờ mình tọa thiền nhiều hơn, tập dịch cân kinh nhiều hơn,
và tập những cái bộ môn cần thiết để loại trừ tật bệnh. Và mỗi lần bệnh nó tới thì mình nhìn lại, ồ hóa ra là tự ta muốn dìm đời sống ta, cho nên hứa rằng ngay bây giờ cố gắng dựng dậy đời sống mình, và hứa rằng phải sống cho tới 100 tuổi không ít hơn được. Cái tự nhiên mình xin ra thưa các vị. Và tôi nghĩ ai chẳng có cái điều kiện tật bệnh để khích lệ cái ý chí phấn đấu của các vị chứ. Người nào càng có nhiều tật bệnh, người đó càng có nhiều cái cơ duyên để cho cái ý chí phấn đấu của mình nó vươn lên. Người nào có nhiều khổ đau đến thì người đó càng có nhiều kinh nghiệm để vươn qua, để vượt ngang qua tất cả những khổ đau. Và đó là những cái cơ may nó chạm đến đời sống ta để cho chúng ta tự mình làm cho cái chí của mình nó càng ngày càng hưng phấn lên. Cho nên người thông minh thưa các vị không đầu hàng bất cứ một cái gì. Người thông minh thì không đầu hàng những cái phiền não của mình. Người thông minh cũng không đầu hàng cái tật bệnh của mình. Người thông minh thì không hề phí bỏ đời sống đang có mặt giữa cuộc đời này. Các vị có thể 50 tuổi, 70 tuổi, thế nhưng mà còn thở vào thở ra, cái sự nhận biết còn có mặt thì ta vẫn còn có cơ hội để tu. Chứ mình đừng nghĩ là tôi già rồi, tôi không tu được. Đừng nghĩ là cơ thể tôi bây giờ nó bại liệt, nó rã rời, tôi không muốn tu nữa. Thưa không, còn thở vào thở ra, còn ăn được miếng cơm, và cái sự nhận biết của các vị còn tin tưởng, thì chúng ta còn nắm vận mệnh của mình trong tay để chuyển nó, để làm cho nó theo với ý mình. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị biết rằng 5 phút thiền tập cần vô cùng, và thì giờ không có dư để chúng ta luyện đời mình trong những chuyện vẩn vơ vô ích đâu. Không hề có chút thì giờ nào dư để cho các vị buồn, các vị giận, các vị lo lắng, các vị bất an, các vị chìm trong nỗi ưu tư phiền muộn cả. Giải lộc quyển thưa các vị, tôi khám phá ra là dần dần tôi càng ngày càng dữ dằn hơn. Và nhiều thầy cô nói là sao thầy giảng pháp cho Phật tử nghe thầy hiền ghê, mà thầy nói chuyện trong đại chúng trước tăng ni thấy thầy có vẻ dữ dữ vậy. Và kỳ thực là khi mình lên trên bục giảng, mình dạy cho các thầy cô thì mình rất là mình nói rất là mạnh, là do vì mình nghĩ rằng nếu các thầy cô trẻ mà không có nỗ lực tu, bỏ phí ngày qua tháng lại thì nó vô cùng uổng phí. Và cái câu mình nhắc đi nhắc lại trong đại chúng tu tập đó, là mình nói kỳ thực là đời sống người xuất gia không có nhiều thì giờ dư để buồn, để vu vơ, để lo lắng, để bất an, để sầu muộn gì cả. Thì giờ không có để mình tu, mà thì giờ đâu để cho những cái chuyện phiền não tạp nham nó dính vào tâm thức mình được chứ. Cho nên ai tu mà nói tôi buồn thì tu tập pháp môn mà. Ai tu nói tôi phiền não quá đi thì tu tập pháp môn mà. Không phải pháp môn của Phật. Thánh giáo của Phật chưa hề dạy anh chứa chấp cái gì phiền não trong trái tim anh cả. Anh là một cư sĩ, anh đã đời lao sao thì anh nói tôi phiền não thì thôi đúng. Thế nhưng mà anh tu thì giờ đâu có dư đâu để anh phiền não. Thì giờ có dư đâu để anh buồn phiền, anh bất an, anh ưu tư, anh sầu muộn. Thì giờ trọn vẹn của một đời người mình luyện vô một chỗ đó, tức là thực tập công phu thiền quán. Kinh sách của Thế Tôn, có Tam Tạng Thánh Điển đọc còn chưa hết, thì giờ đâu mà vẫn vơ cái chuyện hoàng xiên. Thì giờ đâu để lòng mình chìm nổi trong cái chuyện buồn phiền, nhận tức, bất an. Thế cho nên mỗi lần mình dạy chúng mà kinh Tứ Niệm Xứ á, thì mình treo cuốn kinh Tứ Niệm Xứ ra đó, nhưng mình dạy họ cái cách thực tập, cách sử dụng thì giờ, cách làm thế nào để cho công phu thiền tập nó được chuyên cần, chỉ cần đó thôi. Rồi cứ kéo dài, gọi là câu giờ rất giỏi. Cái bản kinh đọc có 10-15 phút hết rồi. Thế nhưng mà dạy 2 năm rồi chưa hết. Tại vì cứ để cái bản kinh ra đó rồi nói chuyện vẫn vơ chung quanh về cái chuyện tu, nhắc tới nhắc lui thôi. Và thưa các vị, nói thế thôi chứ còn đời sống chúng ta không cứ gì người xuất gia hay người cư sĩ gì cả. Các vị mà không thương cuộc sống các vị thì rõ ràng là mất hình hài rồi, kiếm lại không ra đâu. Và đời sống chúng ta tuổi thanh xuân đi qua rất là nhanh, sức khỏe các vị nó mỏi mòn rất là nhanh. Mỗi một ngày đi qua, sức khỏe các vị nó hao mòn, các vị đâu có biết. Rồi
các vị cũng không lường được những cái bất trắc giữa đời sống này nó đổ vào các vị lúc nào, cái chết nó nổ cái bùm ra lúc nào ta không hay, rồi cái chuyện tai biến nó xảy ra lúc nào không hay, cái chuyện chạm hệ thần kinh để các vị trở thành một người vô dụng giữa cuộc đời này để vứt luôn đời sống các vị, nó cũng xảy ra, ta không lường được đâu. Ta đừng tưởng rằng mọi việc nó bình thường như thế này. Chỉ cần một cái sơ sẩy của hệ thần kinh não thì các vị chìm vào trạng thái của một em bé, đó là hiền ạ. Cái sự sơ sẩy của một hệ thần kinh não thì các vị trở thành một con người và người ta phải kêu cảnh sát tới còng các vị dẫn đi thôi, tại vì các vị dữ quá, không ai dám ở gần các vị. Thế thì mình hình dung coi là mọi bất trắc nó có thể xảy ra không phải khó đâu. Cho nên phải thông minh, sử dụng xứng đáng một cuộc sống bằng không thì cuộc đời mình có mặt giữa trần đời này lây quay mình luyện nó vào cái chết rất là phí phạm. Và chưa chết thì chúng ta luyện đời sống mình trong cái nỗi tật bệnh ốm đau đến từng ngày để trong cái chết đến. Và loại trừ hai phần này, cái còn lại thì ta sống bồng bềnh thả trôi giữa nhân thế. Chừng như ta chỉ làm mỗi việc là kiếm ra tiền để xài tiền, giàu có thì để làm sang, làm đẹp, làm mặt, làm mài, khoe mẽ với thiên hạ, để rồi làm cái chi tiết, để rồi cái già nó đẩy anh dần dần, để rồi anh nằm vô hòm, để rồi anh đi vô lò thiêu thôi. Thế thì cuộc đời mình nó một chuỗi dài, nó rất là vô vị như thế. Cho nên xin các vị hãy trân quý đời sống mình cho đủ. Một kiếp làm người không có dễ đâu. Đó là đôi điều mình nhắc để cho các vị lưu ý. Bây giờ chúng ta đi vô một cái bài kinh rất là hay trong tập A Hàm. Kiếm chuyện nhau chút thì đủ rồi đó. Thưa các vị, là trong cái cuốn tập A Hàm thứ 3 này nó có một bài kinh tôi tình cờ tôi dở ra hồi chiều, tôi thấy rất là hay. Kinh số 956. Mở đầu thì tôi nghe như thế này: một thời Đức Thế Tôn trú ở thành Vương Xá, nơi sườn núi Tỳ Phú La. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: tất cả các hành vô thường, tất cả các hành không có thường hằng, không có an định là pháp biến đổi, này các thầy, đối với tất cả các hành nên xin chán lìa cầu vua giải thoát, này các thầy. Thời quá khứ núi Tỳ Phú La này được gọi là Trường Túc Sơn, có dân cư cư ngụ chung quanh núi, gọi là ấp Đề Di La. Người dân ở ấp này sống tới 4 vạn tuổi, và người dân ấp này leo lên đỉnh núi này du hành 4 ngày sau mới trở về. Thời ấy có Đức Phật Kalaka Tôn Đệ Như Lai ứng cúng, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, xuất hiện ở nhân gian thuyết pháp giáo hóa. Ban đầu chặng giữa và sau cũng đều thiện, thiện nghĩa, thiện vị, thuần nhất, thanh tịnh, phạm hạnh trong sạch, khai phát chỉ bài rõ ràng. Nhưng nay tên gọi Trường Túc Sơn đã mất, người dân ấp Đề Di La cũng không còn, Đức Như Lai ấy thì đã vào Bát Niết Bàn. Thưa các vị, cái trọng tâm của bài kinh này, Đức Thế Tôn nói về các hành vô thường. Mọi pháp trên nhân gian này nó biến đổi rất là nhanh. Và Đức Thế Tôn dẫn chứng là nơi sườn núi này trong quá khứ có Đức Thế Tôn là Câu Lưu Tôn. Chúng ta nghe cái từ là 7 Đức Phật trong hiền kiếp. Ở đây hồi dịch hơi khác, nhưng mà ta hãy hiểu là Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật đầu tiên trong hiền kiếp có mặt trên hành tinh này, đó là Đức Phật Tỳ Bà Thi. Người thứ hai là Thi Khí, người thứ ba là Tỳ Xá Phù, người thứ tư là Câu Na Hàm Mâu Ni, phải không? Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp và Thích Ca Văn. Giờ mình ghi 7 vị Phật hiền kiếp, các vị thuộc lòng nha. Và mỗi tối hay là mỗi sáng, nếu các vị tu tập, các vị tụng kinh, thì các vị nên lãnh lễ 7 Đức Phật trong hiền kiếp. Một là Tỳ Bà Thi, hai Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Câu Na Hàm thứ sáu là Ca Diếp,
Thứ bảy là Đức Thích Ca. Trong kinh văn thì gọi là Thích Ca Văn. Mỗi nơi họ dịch mỗi khác, nó có những cái từ khác nhau một chút, nhưng mà đây là cái định chuẩn để cho chúng ta biết là Đức Thế Tôn thường nói thất Phật trong hiền kiếp á. Đầu tiên á là ngài Tỳ Bà Thi, thứ hai là Thi Khí, thứ ba là Tỳ Xá Phù, thứ tư là Câu Lưu Tôn, thứ năm là Câu Na Hàm Mâu Ni, thứ sáu là Ca Diếp, thứ bảy là Thích Ca Văn. Phật Nhiên Năng là trước cái thời hiền kiếp này đó. Đây là bảy vị Phật có mặt ngay hành tinh chúng ta, và các ngài xuất hiện cũng ở vùng Trung Ấn. Và trong cái bài kinh này thì thưa các vị, Đức Thế Tôn nói là ngay cái núi, ngay thành Vương Xá, ngay núi gì? Tỳ Phú La. Núi Tỳ Phú La. Liên hệ đó. Bài chú Thất Phật diệt tội chân ngôn Li Bà Đế là của bảy Đức Phật trong hiền kiếp nói à. Li Bà Đế đó là chúng ta đang nói đến núi Tỳ Phú La. Vì Đức Thế Tôn không nói về quá khứ Tỳ Bà Thi, không nói về Thi Khí, không nói Tỳ Xá Phù, nhưng mà ngài nói ngang đây thôi. Tức là ba vị, những đoạn sau thì ngài nêu ra ba vị Phật này. Và Đức Phật Ca Diếp là Đức Phật gần với Đức Thích Ca vô cùng trong hiền kiếp. Và hôm ấy Đức Thế Tôn ở thành Vương Xá và đang ngồi ở triền núi Tỳ Phú La này, ngài mới chỉ triền núi Tỳ Phú La này. Ngài nói là trong quá khứ, vào cái thời Đức Câu Lưu Tôn ứng cúng chánh biến tri, tức là vào cái thời Đức Như Lai Câu Lưu Tôn, thì nơi vùng núi này nè, nó xanh tốt là một nè, nó rộng lớn là hai nè, cư dân người ta có thể đi dạo núi 4 ngày mới về. Thế rồi thời gian nó đi ngang qua, thưa các vị, cư dân của thành phố đó giờ không còn, Đức Thế Tôn đó thì đã nhập Niết Bàn. Núi trơ trọi một cái giai đoạn rất là dài. Sau đó thì tới cái thời thứ hai, đó là ngài Câu Na Hàm Mâu Ni xuất hiện, cũng thành đạo, và cũng nơi cái ngọn núi Tỳ Phú La này, nhưng mà cái tên nó thì khác. Thời thứ hai lúc Đức Thế Tôn Câu Na Hàm Mâu Ni thì người ta gọi cái núi là núi Bằng Ca. Thì cư dân cái thời ấy sống với 3 vạn tuổi là bao nhiêu? 1 vạn là bao nhiêu? Tức là 30.000 năm. Thọ mạng của người ta là như vậy. Và họ thường leo đỉnh núi này trong 3 ngày mới trở về. Lúc ấy là Đức Câu Na Hàm Mâu Ni ứng thế, và ngài cũng giảng dạy Phật Pháp để cho cư dân vùng đó được thấm nhuần và tu tập. Và cuối cùng thì ngài nhập Niết Bàn. Chánh Pháp của ngài cũng theo với tháng năm mà chìm mất. Và sau đó thì cả một vùng cư dân nó cũng không còn một bóng hình nào nữa cả. Đó là trường hợp thứ hai khi Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni xuất hiện trong hiền kiếp. Và nó trải qua thời gian dài vô cùng, chúng ta không có thể lường được. Rồi sau đó thì cái thời thứ ba thì cái núi Tỳ Phú La này nó có một cái tên là Túc Ba La Thủ. Túc Ba La Thủ. Và cái thời này thì có Đức Ca Diếp xuất thế. Và cái tuổi thọ của dân cư vùng này nó thấp hơn, nó chỉ còn 2 vạn tuổi thôi, tức là 20.000 năm thôi. 20.000 năm thôi. Và họ cũng dẫn nhau leo núi một lần 4-5 ngày mới về. Và Thế Tôn tuyên thuyết pháp màu, giảng dạy chánh pháp cho cư dân vùng đó thấm nhuần Phật pháp và tu tập. Và sau đó thì vùng núi đó qua những cơn biến động của thiên tai, dân cư không còn một bóng nào, và Đức Thế Tôn cũng nhập Niết Bàn rất là lâu rồi, mãi cho tới không biết bao nhiêu nghìn năm sau thì nơi vùng đó trở thành cái vùng người ta gọi một cái tên khác là núi Tỳ Phú La. Và thành phố gần thì người ta gọi là thành phố Vương Xá. Và Đức Thế Tôn có mặt lại đem đạo giáo hóa, thì Đức Thế Tôn đó là ngài Thích Ca Văn hiện tại. Và Thế Tôn tổng kết cái điều này để rồi cuối cùng ngài nói một bài kệ
rất là dài, nhưng mà cuối bài kệ có bốn câu nó rất là quen với chúng ta mà chúng ta đã từng học. Mình chép bốn câu thôi, bốn câu cuối của bài kệ này: tất cả hành vô thường. Mình đi theo câu ăn chính này đi. Tất cả hành vô thường, đều là pháp sinh diệt. Có sinh đều diệt hết. Câu cuối: chỉ tịch diệt là vui. Quý vị đã từng thuộc bốn câu này rồi chứ ha. Và trong pháp cú thí dụ á, thì bốn câu này nó cũng rất là dễ thuộc. Các hành đều vô thường, đó là pháp diệt sinh, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Và mình hình dung là trong kinh Văn A Hàm, cái bài kệ này nó cũng có mặt ở trong Văn Học Kinh Đại Thừa, đó là bộ Đại Bát Niết Bàn, cũng bài kinh như vậy thôi. Thế thì mình đừng bảo rằng đây là kinh Tiểu Thừa hay là Văn Học A Hàm là văn học bình thường, thưa quý vị. Nó là cái nền của Tam Tạng Thánh Giáo Như Lai. Tất cả hành vô thường đều là pháp sinh diệt, có sinh đều diệt hết, chỉ tịch diệt là vui. Thế Tôn đầu tiên dẫn cho chúng ta biết là cái quá trình của cái núi Tỳ Phú La, nó đã đi ngang qua nhiều triệu năm như thế. Đã có ba Đức Thế Tôn có mặt, và các Đức Thế Tôn trong quá khứ thì đã vào Niết Bàn, sinh dân của vùng đó thì không ai còn lại cả. Và sơn xuyên thay tên đổi chủ, đó là chuyện bình thường, con người đến rồi đi. Núi non thì cũng bao lần cây xanh và bao lần trơ trọi. Cho nên từ ngoài nhiên giới cho tới đời sống xã hội, thưa các vị, cái sự vận hành của nó không có dừng lại và nó không có nhường bước bất cứ một ai cả. Mình không thể tin là trăm năm sau hành tinh này nó còn như thế này. Có những nhà khoa học họ nghiên cứu, họ mới vừa gửi cho tôi một cái thông tin, nếu các vị nhìn thấy các vị rất là khủng hoảng. Họ ghi là 2070. Tôi nghĩ chắc các vị có đọc thông tin đó đấy hả? Đó, minh họa cái đời sống thôi. Một người sống mới 45 tuổi thôi, nhưng mà nó già lụm cụm cỡ như ông già 80 tuổi bây giờ vậy đó. Do vì không có nước uống. Và những đứa bé nó mới vừa sinh ra, nó nghe người ta kể cái chuyện rằng ngày xưa cách nay chừng 15-20 năm gì, được quyền uống nước thỏa thích, được quyền tắm thỏa thích. Nó thấy dường như cái chuyện đó vô cùng kỳ lạ, tại vì hành tinh lúc đó bây giờ không còn một giọt nước nào cả. Người ta không có quyền tắm, người ta chỉ lấy cái loại giấy nhúng dầu lao vào người thôi. Cho nên khi cái lượng nước không đủ cho cơ thể các vị thì các vị khô cằn và già nhanh vô cùng. Da của các vị nó không còn tươi nhuận gì cả. Và thậm chí lúc bây giờ người ta trả tiền công cho công nhân, không phải trả bằng tiền mà ta trả bằng từng cốc nước như thế này. Mỗi ngày anh chỉ có quyền tiêu phí chừng 2 cốc nước mà thôi, vì cái lượng nước đó bị bốc hơi, không còn có mặt trên hành tinh. Và thưa các vị, điều này nó sẽ xảy ra trong tương lai chứ không có tránh gì được cả. Cái từng ozone của hành tinh này nó lủng, chúng ta không thể lường được. Và khi mà cái lượng nước nó không còn chu du, nó không còn làm được mưa nữa, thì các vị hình dung coi là chúng ta càng ngày càng thiếu nước trầm trọng. Ngay bây giờ đây, 1 tỷ người trên hành tinh này, tức là 1/5 cái sĩ số của con người trên hành tinh này, trên mặt địa cầu này, không có nước sạch để uống. Các vị hình dung điều này là thấy cái khốn khổ của chuyện thiếu nước thôi. Các vị hình dung là có một ngày nào đó mình bị cúp nước, thì các vị cảm thấy nó khó chịu đến chừng nào. Không rửa mặt được, và hệ thống rách rung của các vị không sử dụng được, thì các vị làm sao? Không thể nấu nướng. Thưa các vị, một là lửa, hai là nước là cái nguồn quan trọng của đời sống chúng ta. Mà nước là cái rất là gần. Mỗi sáng mà các vị không có nước để uống, các vị không có nước để rửa mặt, thì các vị có chịu đựng nổi không? Nhưng mà người ta không thể làm cách gì để chế tạo một giọt nước được.
Người ta chỉ có quyền lọc nước muối ra nước uống được. Người ta có quyền lọc nước thải để trở thành nước tinh khiết được. Tức là đã có nước người ta mới làm được nước, thưa các vị. Dù là cái nguyên tắc của nó là H2O làm thành nước, nhưng mà tôi đố có thể lấy cái công thức đó mà bào chế từ cái không có nước thành nước được, thưa không hề. Không thể lấy hydro cộng với cái thứ chi đó để thành nước được đâu. Chỉ có anh làm được là từ nước thiên nhiên nó tặng cho anh rồi anh lọc ra. Nếu nó ô uế quá thì anh lọc anh uống thôi, chứ còn không thể làm ra một giọt nước. Tôi thách đó. Khoa học có thể chế tạo phi cơ tàu thủy, chế tạo vệ tinh thám hiểm ngoại tầng không gian, nhưng mà không chế tạo được một giọt nước uống. Và người ta tiên đoán là vào 2070 thôi, không còn bóng cây xanh trên hành tinh này. Và các em nó 5 tuổi thôi thì nó già như chúng ta bây giờ 50-70 tuổi vậy đó. Tại vì không có nước, cái sự còn cõi thiếu thốn, nước nó không có đủ để cho cơ thể các vị vận hành, thì các vị không thể trưởng thành và tuổi thọ các vị dài lâu được. Ai mà thử vụng về hay là khờ dại nghe cái cách của Osawa là mỗi ngày uống cốc nước vậy, thưa các vị, cái đó là các vị tự giết các vị trước khi tuổi thọ các vị chấm dứt. Tại vì cái lượng máu của các vị nó luôn luôn nó đòi hỏi một cái nhu cầu cần thiết để nó hoạt động, nó vận hành. Không có một cái lượng nước để làm cân bằng cái nhiệt lượng cơ thể thì các vị không có tồn tại được. Mình thử hình dung là mình bị tiêu chảy, nước cơ thể các vị nó rõ ra hết. Cái điều người ta cần làm đó là người ta trả cái lượng nước để cho điện giải cơ thể các vị nó trung hòa, chứ chưa cần làm gì cả. Vô nước biển chẳng qua là để cho các vị có một cái lượng nước cần thiết để điện giải cơ thể thôi. Cơ thể chúng ta mà thiếu nước thì thưa các vị không thể tồn tại được lâu. Mà hành tinh này trong tương lai nó sẽ như thế. Và cái quá trình này nó đã diễn ra nhiều lần trên mặt đại địa này chứ không phải một lần. Thế Tôn nói là trong quá khứ cái vùng núi Tỳ Phú La đã từng sanh tốt. Thế nhưng rồi cái cuộc vận hành của các thành vốn vô thường, cho nên đã đi ngang qua một cái chu kỳ trù phú sinh tươi, cây cối xinh đẹp như vậy, dân cư biến mất hết, thì sau đó mới dần dần có lại. Hiện tại người ta cũng nói ra một điều đó là cái vùng đất Ấn Độ bây giờ nó bị sa mạc hóa rất là nghiêm trọng. Các vị nhìn những cái thước phim người ta chiếu về mùa nắng Ấn Độ, các vị thấy thảm thương vô cùng. Ngày xưa Thế Tôn dùng cái từ giả mã, tức là nắng mà chúng ta thấy sóng nó lượn ở trên đồng như những đàn ngựa chạy, thì các vị không cần nhìn thực tiễn, các vị nhìn những thước phim người ta chiếu về mùa hè Ấn Độ, các vị thấy rất là tội. Người dân thiếu nước vô cùng, da họ nhăn nhao móc thích thắt, đen đúa, và từng cái lỗ nẻ của đất ta thọt nguyên bằng chân xuống được mà nó nứt đến nỗi như vậy. Và mùa mưa tới thì thưa các vị, cái tình trạng nó cũng không hơn gì cả. Cho nên cái sự đói nghèo là một là do cái điều kiện khí hậu nơi đó nó tạo thành, cho nên dân cư không có cách gì giàu có được, cái lượng thức ăn vô cùng thiếu thốn, không thể tìm ra cái lượng thức ăn để nuôi sống hàng tỷ con người nhan nhúc trên vùng đất Ấn Độ kia. Chưa cần nói đến cái vô thường, nó vận hành, nó chưa tha ai. Hãy nói đến cái chuyện đói nghèo khó khăn vô cùng trên quê hương kia, rồi các vị nhìn lại đời sống các vị coi. Các vị thấy là rõ ràng mình đang là những người đứng ở trên cái vùng đất đầy phước lộc á. Nước mở ra là có nước sạch. Chúng ta còn chê lên chê xuống, chúng ta nói là nước này không có lọc cho nên vô nó nhiều chúng ta không buồn uống, nhưng mà kỳ thực là các vị đâu có hình dung được là cái công phu để có một giọt nước trong cái rương ở đây không phải là chuyện đùa đâu. Đang trong cái điều kiện vô cùng hạnh phúc, đang trong cái điều kiện tiện nghi của
của đời sống ở đây. Và kỳ thật là nếu người ta tu cạn thôi, chưa cần giỏi đâu, các vị nhìn đời sống các vị cũng cảm thấy là mình vô cùng là mãn nguyện. Mỗi sáng vặn nước, có một cốc nước để rửa mặt, là ta đã hơn 1 tỷ người trên hành tinh này họ tìm không ra nước sạch để sử dụng đó. Có một chiếc khăn lau là ta đã hơn được hàng tỷ con người không có điều kiện để chăm sóc sức khỏe. Sáng mà mở tủ lạnh ra thấy còn thức ăn không nên nổi đói. Có một cốc sữa để uống, có một cốc nước cam để uống đi làm, thì ta đã phước vô cùng so với 1.5 tỷ người trên hành tinh này họ đang thiếu thức ăn. Ta thức dậy, ta ra đường, ta đi làm, thân dong leo lên xe, ta không sợ bất cứ một cái trở ngại nào, không sợ người ta ném đá vào người, thì thưa các vị, ta có phước vô cùng so với những cái vùng đất châu Phi bên kia. Có những người đàn bà trùm mặt trùm mày đi ra đường không dám để cho người ta nhìn thấy kìa. Thế thì các vị cảm thấy là mình vô cùng mãn nguyện với đời sống của mình. Nếu mình biết thương mình cho đủ thì không hề có một phút giây nào làm cho sự buồn phiền, bất an, lo lắng tràn ngập thân tâm ta cả. Hãy nhìn quanh đời sống của chúng ta để thấy rõ ràng là có nhiều mảnh đời giống như ta nhưng mà họ vô cùng bất hạnh. Còn chúng ta là những người, thưa các vị, phước lộc lớn vô cùng để có mặt giữa nhân gian này, phước lộc lớn vô cùng để có mặt ngay nơi vùng đất này. Có những cuộc đời họ có mặt nơi đây, họ què hoặc họ tật bệnh, họ lê lết một tấm thân, có khi một chuỗi dài 50 năm, 70 năm, họ không thấy ánh sáng mặt trời, không nghe được âm thanh của tiếng ve kêu. Do gì? Họ vừa sinh ra họ đã điếc, họ không có khả năng truyền đạt được những điều họ mong muốn. Do vì họ sinh ra họ không thể nói năng được. Còn chúng ta nhìn thấy tỏ tường từng sắc màu, nghe tỏ tường từng âm thanh, cảm nhận được cái vui cái buồn đến với ta. Và nhất là đời sống tiện nghi vật chất của chúng ta, thưa các vị, có một cốc nước để uống, có một miếng ăn buổi sáng để ăn, và bước chân ra thì leo lên xe. Thưa các vị, rõ ràng là nếu mình tự làm cho đời sống mình tràn đầy phiền muộn bất an là mình vô cùng vụng về, mình phí phạm đời sống mình vô cùng tội nghiệp, thưa các vị. Đó là từ cái điều Đức Thế Tôn đã dạy. Trong quá khứ có những cái vùng đã từng xanh tươi, cư dân đông đảo và trù phú, thế mà nó qua những cái biến thiên của hành tinh này đưa đến cái tình trạng là mỗi một chu kỳ có khi hàng triệu năm. Có một Đức Thế Tôn ra đời cũng vùng đó để cho chúng ta biết là cái sự vận hành nó rất là vô thường như vậy. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, thưa các vị, là chúng ta hãy nhìn kỹ về mọi sự vận hành của cuộc đời này, nó đều vô thường, các hành đều vô thường. Và khi các vị nhìn được cái điều này cho kỹ cho rõ thì các vị trân quý đời sống các vị. Bằng không thì mình cứ tưởng là hình hài này dễ kiếm, cuộc sống này dễ tìm. Thưa không dễ tìm như mình nghĩ vậy đâu. Không hề có cái gì nó dừng lại nó đợi chờ các vị cả. Tuổi trẻ của các vị nó không dừng lại để đợi chờ. Hạnh phúc các vị đang hưởng, đang sử dụng, nó cũng không đợi chờ các vị. Cái sự bình yên trong gia đình chúng ta ngày hôm nay nó cũng không đợi chờ, nó đứng yên đó để đợi các vị đâu. Bất hạnh rồi nó sẽ đến, tật bệnh rồi nó sẽ đến, khó khăn rồi nó sẽ đổ đến. Chưa hề dừng lại và chưa hề hò hẹn cái điều gì chắc chắn với ta cả. Đó là cái gì? Vận hành vô thường, nó luôn đi, nó luôn xoay chuyển thôi. Ngoài nhiên giới nó như thế, tự trong hình hài các vị nó cũng không dừng lại bao giờ. Một cái ách tắc nhỏ của hệ thần kinh các vị thì các vị đã chìm vào trong cái sự mịt mùng của không nhận biết. Từ một con người thông minh và trí tuệ, chỉ cần một cái sự va chạm hệ thần kinh thì các vị trở thành một em bé. Từ một cái người hiền dễ thương như thế, nhưng mà cái sự va chạm hệ thần kinh các vị xảy ra thì các vị trở thành một con người điên điên. Và người ta nhốt các vị, người ta còng tay các vị, đẩy vô những cái nơi chốn để giam nhốt những người điên khùng. Không ai lường được đâu. Mọi hành nó đều vận hành, nó chưa bao giờ dừng lại. Cho nên một đời người bình thường như thế này không phải dễ kiếm.
Rồi bên trong sâu hơn, thưa các vị, cái sự vận hành của tình cảm, ý thức các vị, nó là một cái loại vô cùng là nghiệt ngã. Vui rồi buồn, hờn rồi giận, lo lắng rồi bất an, thương yêu rồi ghét. Cái chuyện này nó xoay vòng, nó chưa bao giờ dừng. Chúng ta không chắc rằng đời sống gia đình chúng ta bình yên cho tới ngày cuối cuộc đời, tới chừng chúng ta nhắm mắt. Không chắc gì cái ông chồng mình ông thương mình ý như vậy. Cũng không chắc gì cái bà vợ mình bà không phản bội mình. Có chắc chuyện đó không? Có một nhà thơ Nhật, ông có một mấy câu rất là hay là: có một thứ nhạt phai mà không ai nhìn thấy, do sắc ngoài còn tươi, đó hoa vô định ấy là trái tim con người. Trái tim vật lý á, nó nhạt phai, máu từng ngày thì người ta có thể thử máu người ta biết. Hồng cầu của các vị nhiều hay ít thì người ta còn thăm dò người ta biết. Nhưng mà kỳ thực là, thưa các vị, cái sự biến chuyển hình hài vật lý của các vị nó đi theo cái chu kỳ từ khỏe cho tới già. Hồng cầu các vị giảm dần, bạch cầu của các vị cũng giảm dần. Cái năng lực đề kháng cơ thể của các vị nó không phải như hồi trẻ trung đâu. Càng già, cái sự suy yếu nó càng đến với thân ta. Cho nên cái sự nhạt phai của máu chúng ta là điều tự nhiên. Thế nhưng mà người ta còn đo lường được. Nhưng mà cái nhạc phai rất là tội nghiệp, đó là tình cảm của ta, ta không có đo lường được. Thấy thì chừng như đang hạnh phúc với nhau, nhưng ai biết rằng người ta đang chịu đựng với nhau. Thấy chừng như hạnh phúc với nhau, giống như ngày mới cưới, nhưng mà đâu biết rằng lòng của ta chán ơi là chán, mà ta không dám nói đó thôi. Đôi khi tôi nhìn đời sống của các Phật tử bên ngoài tôi phục lăng á. Tôi nghĩ là tại sao các vị có khả năng chịu đựng với nhau được mấy chục năm vậy, hay thiệt. Các vị không thấy chán nhau là chuyện kỳ lạ. Các vị không cảm thấy con người kia vô cùng là khó chịu cũng là điều kỳ lạ. Và thú thật là có lẽ đời sống của tôi cái duyên lành rất lớn, luyện vô già lam tôi sống tới bây giờ, cho nên tôi cảm thấy là mọi cái thứ ràng buộc giữa trần đời này nó vô cùng phiền muộn hay sao á. Đời sống của tôi phiêu vòng thôi. Thầy của tôi cũng không có quyền khống chế gì đời sống của tôi nữa. Tôi ưng làm cái chi tôi làm à. Cái điều gì thầy nói phải thì tôi nghe, mà không phải thì tôi cũng cãi tới nơi, chứ tôi chưa hề biết sợ một ai. Và tôi nghĩ là trong đời sống gia đình thì các vị phải cái nỗi niềm là chịu đựng với nhau rất là mệt mỏi. Không biết có đúng không, nhưng mà thường dường như nó là như vậy. Chẳng lẽ mình cứ gây nhau hoài. Cho nên cái điều ví von đó là đời sống gia đình nó như con thuyền lắc lư vậy đó. Người ta nghiêng qua thì mình thôi nghiêng về để cho cái thuyền nó cân bằng, nó không chìm. Thấy ăn hiếp được thì mình ăn hiếp chút, mà thấy ăn hiếp không được thôi mình thụt lui lại để cho họ ăn hiếp mình, và hứa hẹn ngày mai tôi trị tội lại. Và chừng như đời sống nó lắc lư như thế thôi. Nghĩa là người ta khéo làm cho đời sống nó cân bằng để cho nó có được cái sự bình yên. Vô lý rồi gây với nhau từng ngày. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là đời sống bên ngoài những cái nhạc phai người ta đo được, nhưng mà cái sự nhạc phai của lòng thương yêu, của tình cảm, các vị, tôi đố có nhà bác sĩ tâm lý trị liệu nào mà đo được. Đa phần nó đều nhạc phai ngay từ lúc rước nhau về, đúng không vậy? Chắc không sai mấy đâu, tôi nghĩ không sai mấy đâu. Từ lúc đưa em về là biết sang nghìn trùng. Đặng Trịnh Công Sơn nói rất đúng, thưa các vị. Trước nàng về rồi thì tự nhiên mình thấy mình và người có khoảng cách rất là xa, do vì những cái lớp sắc mặt đẹp đẽ về nhau bị người ta bóc ra hết rồi. Giờ thấy rõ mặt của nhau hết rồi, những cái thói hư tật xấu, những cái càm ràm, những cái khó chịu, những cái vô cùng phiền muộn, nó đến với nhau nó bày ra rất rõ. Và thông thường thì thưa các vị, còn cách xa nhau thì người ta còn cái gì? Còn mơ với mộng, còn cảm thấy nó lãng mạn một chút. Mình cảm thấy người ta rất là đẹp, nhưng mà đẹp chỉ một đôi mắt thôi. Nhưng mà trời ơi, cái con người kia đâu phải một đôi mắt, người ta có cả một con người người ta chứ. Rồi kèm theo cái điều thói hư tật xấu của người ta nữa, chứ đâu phải chỉ có đôi mắt thôi. Nhưng mà người ta do vì quán gà cứ nghĩ là thương cái người kia, con mắt thôi đủ rồi, mình rước họ về thôi.
Nhưng mà đâu có biết rằng ngoài cái đôi mắt còn có cái miệng nữa. Và cái miệng tối thì anh ngủ anh thấy phò phò như cưa kéo, ngủ không có được. Rồi thêm cái chuyện là vô cùng điều phiền muộn, thưa các vị, mồ hôi của họ, tánh khí của họ, sự nói năng của họ, cái càm ràm của họ, cái sân si giận tức, tánh tình thô lỗ khó chịu của họ, nó có 1.000.000 thứ phát sinh từ sau đôi mắt kia, chứ đâu phải đôi mắt không. Mà người ta khờ dại vô cùng và cũng vô minh vô cùng. Cho nên khi thương thì, thưa các vị, cái nhìn của người ta chỉ cắm vào một đôi mắt thôi, chỉ nghĩ rằng rước cái người đó về là có được đôi mắt đẹp. Đâu có biết rằng ngoài cái đôi mắt đó, một thứ dễ thương, 1.000 thứ là cái sự chịu đựng của đời người, thưa các vị. Nhân gian này nó có nhiều cái ngộ vậy đó. Lạ. Thế rồi bỏ nhau thì bỏ không được, đành phải chịu đựng nhau cả đời. Và đời người 50 năm, 70 năm thì sống với nhau bằng cái nỗi niềm cay đắng và chịu đựng như vậy. Thế rồi cái tật đó cũng không chừa, lây quay một vòng giữa nhân gian này, cái rồi mình lại chìm trong hôn mê trước khi chết. Và những cái kinh nghiệm trong đời này, thưa các vị, mình đâu còn nhớ nữa. Cho nên mình sinh là lần thứ hai giữa nhân gian này, cái mình quên mất cái nỗi đắng cay trong kiếp quá khứ mình đã từng chịu. Cái mình lây quay một vòng, mình đến một cái tuổi phát dục, tự nhiên mình cần có một người. Thế rồi mình gắn với một người, mình lại làm một cái công việc chịu đựng nữa. Cho nên Đức Thế Tôn có nói một câu là cái vòng sinh tử luân hồi á, máu con người nó bằng với đại dương. Các vị đã từng chết, đã từng sống, các vị làm người, các vị chết, các vị khóc, các vị thương, nước mắt các vị đã là đại dương. Rồi các vị đã từng làm con sâu, cái kiến, từng làm cá, từng làm bò, từng làm trâu, làm dê, làm heo, bị người ta giết, người ta làm thịt, máu cũng bằng với đại dương. Thế mà chúng ta đâu có sợ. Quay một vòng do gì chìm vào hôn mê, không sống được đời sống tu tập và tỉnh thức. Cho nên mình cứ chìm trong ba cõi sáu đường quanh đi lộn lại như thế. Tội cho một chúng sinh là như vậy. Và thưa các vị, đó là cái điều thứ nhất. Các vị chỉ nhận diện về hai phần vô thường của các hành thôi. Từ nhiên giới, mọi thứ nó đều vận hành đi ngang qua, nó chưa bao giờ dừng. Các vị nhìn coi, chưa hề có một buổi chiều nào giống một buổi chiều nào, chưa hề có một bầu trời của buổi sáng nào giống với buổi sáng nào cả. Thế thì mọi thứ nó vận hành, nó chưa bao giờ dừng lại cả. Rồi hình hài các vị, các vị không tìm ra được cái ngày hôm nay của hình hài các vị. Sức khỏe các vị đi ngang qua, đời sống mình đi qua rồi mất, không tìm lại được. Ta có thể tìm được ngày này, nhưng ngày này của năm 2012, chứ không thể có được cái ngày này của năm 2011. Thì hình hài các vị cũng thế. Cái tuổi 20, 30 của các vị nó đi ngang qua rồi, đừng hòng tìm lại. Đừng hòng tìm lại được một giờ đã đi ngang qua, đừng nói tìm được một ngày. Thế thì thưa các vị, mọi thứ đều vận hành đi ngang và biến mất. Rồi các vị lai quay một vòng, các vị trở lại. Có khi chúng ta trở lại trong một cái nghiệp khác, trong một hình hài khác, trong một đời sống khác, trong một cái nỗi nhớ quên khác. Và cũng chìm ngập ở trong u ám, trong hôn mê, trong nghiệp thức, trong khổ đau, đọa đài. Cho nên thưa các vị, mọi thứ đều vận hành trôi xuôi vô thường, không dừng lại được. Và học cái tầng đầu của bài học rất là cạn thế này, để làm cái chi? Để trân quý đời sống mình cho đủ, để tiếc một ngày qua. Bằng không thì một ngày nó trôi qua kẻ tai, ta coi nó rất bình thường. Đâu có biết rằng mất một ngày là mất một đời người, chứ không phải là chẳng gì đâu. Các vị cứ để từng ngày trôi qua và không có tạo được những cái nghiệp lành cần thiết. Thế thì một đời này mình sống giữa nhân gian, mình không có chuốc được một chút hạnh phúc nào cho đời sống mình cả. Mình luyện đời mình trong cái buồn, cái giận của một đời người. Thế thì nó phí ngay trong một đời rồi. Người ta thông minh á, thì người ta lợi dụng cái tuổi trẻ người ta làm để cho có tiền, để tới tuổi già người ta hưởng được một chút thanh nhàn của đời sống. Người ta thông minh á, thì người ta lợi dụng cái lúc sức khỏe người ta còn, người ta giữ gìn hình hài sức khỏe của người ta để tuổi già không tật bệnh. Còn mình vụng về quá, cho nên mình đợi tới lúc
tuổi già chạm tay vô vách hòm rồi mình mới sợ chết, mình mới lo uống thuốc, lo trị bệnh, thì thưa các vị hơi muộn, làm đâu có kịp. Thế thì cũng như thế, các vị thông minh thì ngay một đời này nếm cái hương vị vô thường, nhận biết được các hành nó vốn là vô thường, nó vốn là sinh diệt, nó vốn trôi ngang ta không bắt được trong cái tay. Thế mình trân quý một đời mình cho đủ để tu. Bằng không thì các vị mất cuộc đời người, các vị tìm lại có dễ đâu. Đó là bài học đầu, nhận diện được các hành vốn vô thường để trân quý đời mình cho đủ. Bằng không thì các vị không những luyện một đời này vào cõi mịt mùng, rồi các vị sẽ luyện nhiều kiếp nữa. Rồi có khi mình không có duyên lành gặp Tam Bảo đâu. Đâu có phải là mỗi một kiếp sinh ra chúng ta đều gặp Phật Pháp. Thưa các vị là trong quá khứ, từ triệu triệu năm trong quá khứ cho tới hôm nay, các Đức Thế Tôn ra đời nó có từng khoảng một cái chu kỳ hành tinh, tới một cái giai đoạn nào đó mới có một chánh pháp của Đức Thế Tôn có mặt. Chứ đâu phải là trải dài theo năm này tháng kia chánh pháp còn hoài. Rồi gần nhất là thế này, ta chưa chắc gì đất Mỹ này cái điều kiện văn minh phát triển của nó đứng hàng đầu hành tinh này hoài 50 năm tới, chưa chắc đâu. Cái sự vận hành nó luôn đổi thay, có thể là 5-10 năm sau có một quốc gia nào nó lớn dậy và nó giành quyền làm chủ hành tinh này, quyết định về vận mệnh của địa cầu này chứ không phải là Mỹ. Và cái nguyên tắc của đời sống nó là như vậy, nó lên rồi nó xuống, nó thịnh nơi này rồi nó suy, rồi nó thịnh nơi kia, chứ không hề có một nơi nào giữ được cái quyền thịnh trị 100 năm đâu, chắc như vậy. Lịch sử hành tinh này, những cái biên giới quốc gia nó luôn di động, nó chưa bao giờ dừng. Và cái sự phát triển của hành tinh này, thưa các vị, nó cũng không ưu tiên cho một quốc gia nào cả. Vào thế kỷ 17, 18 thì ta biết là làm chủ hành tinh này giàu có nhất trong những quốc gia đó là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Sau đó Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha lui bước nhường cho người Anh có nhiều thuộc địa nhất và một quốc gia giàu có nhất. Và sau những người Anh thì bắt đầu là người Mỹ trở thành người chủ của hành tinh này, là người cảnh sát cầm còi thưởng phạt tất cả những quốc gia trên hành tinh này. Rồi ta không lường được là 10 năm, 20 năm sau thì cái nền kinh tế, sự giàu có nó vận hành đến một quốc gia nào, ta không lường được đâu. Đó là cái vận hội của hành tinh này, nó luôn thay một vòng tròn như thế. Từ cái lớn quay về cái nhỏ, thưa các vị, cơ thể các vị cũng thế. Cái chu kỳ lên và xuống của một hình hài nó không dừng lại. Rồi cái nhịp vận hành tâm thức của các vị nó cũng không dừng lại. Hôm nay thì phát tâm lành tu học, nhưng mà ai biết rằng ngày mai mình quay lại, mình mã lị chùa, mình coi thường Phật Pháp, mình không có tôn kính gì những cái điều vô cùng lợi ích của Đức Phật dạy, ai lường được. Tâm thức của chúng ta nó xoay như trong trống, thưa các vị. Và cái chuyện ghét thương trong trái tim của các vị nó cũng xoay như trong trống. Nay thương mà mai ghét cũng không ai lường được đâu. Thưa các vị, cái điều này trong nhân gian này nó xảy ra rất là bình thường thôi. Trong đời sống các vị không cần nhìn ai, các vị nhìn trái tim của các vị thôi. Cái sự thương yêu của các vị, sự thù ghét của các vị, nó đổi thay một ngày nhiều lần, chứ đâu phải là nó giữ y một cường độ như vậy đâu. Thì từ cái điều này ta nhìn về mọi thứ, ta cảm nghiệm được cái chất vô thường, cho nên hãy lợi dụng cái điều kiện đang có mặt ngay nơi đây, sử dụng một hình hài cho xứng đáng. Rồi hãy lợi dụng cái điều kiện là tâm thức của chúng ta nó đang hướng về cái nẻo thiện lành, tu tập, ham học Phật Pháp, ham tu. Ta phải làm cho nó tràn đầy, làm cho cái năng lượng ham tu nó dâng lên. Bằng không thì sẽ có một lúc bồ đề tâm của các vị nó teo nhỏ lại, chứ nó không có phải giữ nguyên một mức độ như thế đâu. Đó là đôi điều chúng ta đi vô cái bài kinh A Hàm hôm nay. Và thưa đại chúng, cái điều cuối mình nhắc lại đây là thế này: một đời người không dễ kiếm, một thọ mạng này càng khó khăn vô cùng. Một hình hài của các vị, dù già yếu, dù tật bệnh, dù trẻ,
hay là trung niên, dù đẹp dù xấu gì, tất cả những điều đó đều không quan trọng cả. Cái quan trọng là các vị biết trân quý đời sống mình cho đủ, biết rằng mình vô cùng khó khăn mới có được một đời sống nơi đây. Và khi nhận ra được điều này rồi thì các vị không nỡ ném cuộc đời các vị vào cái dòng chảy vô thường vô ích. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mình nhận ra được điều này thì mình đủ thông minh để làm cho đời sống của mình 50 năm, 70 năm nó rất là xứng đáng. Xứng đáng có nghĩa là mình làm cho niềm vui, hạnh phúc, sự an bình nó có mặt ngay nơi mình không có tàn phá đời mình thêm. Và cái điều thứ ba, cuối cùng là mình đủ thông minh để sống xứng đáng một đời là tạo vô vàn cái thiện nghiệp để có thể làm cái nền tảng cho cái kiếp tương lai mình sinh ra cuộc đời mình không có đánh đổi, chìm vô cái chỗ u ám, mất hình hài, sinh vào cái cảnh giới của loài bò bay mái cửa, loài cầm thú bị người ta giết hại, người ta bầm sát của mình. Và cái thông minh cuối cùng đó, thưa các vị, mình hứa với lòng rằng mình làm cho cái năng lượng tu tập là một, năng lượng an bình là hai, năng lượng hạnh phúc là ba có mặt nơi mình, để mình làm một cái viên thuốc bổ cho chính mình và cho người xung quanh, không để cho những cái phiền muộn, bất an, ưu tư và suy nghĩ đầy những cái đắng nó tràn ngập thân tâm mình để giết mình và giết người xung quanh. Nếu người ta thông minh thì người ta làm được những điều như thế. Còn không thông minh thì thưa các vị, có một cuộc sống vô cùng trân quý, các vị luyện nó vào cái dòng chảy và chìm mất trong cõi vô thường. Còn không thông minh nữa, vụng về nữa thì các vị tự đầu độc thân tâm của các vị bằng những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn tràn đầy tâm thức tiêu cực và độc hại bên trong. Thế thì mình giết mình trước khi thọ mạng mình chấm dứt. Và thưa đại chúng, là sao dừng lại đây 9 giờ. Giờ thôi mời quý vị đứng lên, chúng ta hưởng luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn